Chào cả nhà nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay video. Thì vẫn là một ngày trời mưa tầm tã các bạn. Đây, ngoài vẫn đang mưa các bạn nhé. Quay cho các bạn xem giò kiểu tím nhà mình nhé các bạn nhé. Đây là kiểu tím nhé. Đây thì mình quay ở trên nhà các bạn. Ở dưới mưa quá mình không quay được. Đây là kiều tím chỗ mình các bạn nhé, giáp Võ Nhai Thanh Nguyên nha các bạn nhé. Hồi trước thì có đi rừng thì sưu tầm được mấy nhánh các bạn ạ. Đây thì khả năng thì năm nay thì sẽ có hoa, sẽ ra hoa các bạn. Năm ngoái thì chưa ra. Ngoái nó còn bé các bạn. Năm nay lên được mấy mầm gốc các bạn. 4 mầm. Trước đi là mình đi gặp cái thân già này các bạn. Hai thân già. Ba thân chứ. Đây là một thân, hai thân này. Ba thân này. Và mình thuần được hơn năm, gần 2 năm các bạn. Thì về nó ra được 4 cái mầm gốc các bạn. 1 2 3 4 này, 4 mầm gốc. Đây mắt ở dưới đang sưng này các bạn này. Chuẩn bị ra hoa các bạn. Đây, cái mầm gốc này, thân già này không biết còn có ra hoa hay không thì cũng không biết được. Bản lá khá là to các bạn. Nhìn khá là đẹp, nhìn lá khá là đẹp các bạn. Đây là mình trồng cái rễ đang ra rất khỏe này các bạn. Đấy, các bạn thấy không, rễ ra trắng tinh. Mình lên nét cho các bạn xem. Đó, trắng tinh luôn. Đây mình trồng với than, than với vỏ thông thôi các bạn. Cho to thôi. Trồng kiều. Không cần cầu kỳ mấy đâu các bạn. Kiều thì nhất là cái da thể nó phải thoáng các bạn, đừng có ẩm quá. Đây là mình để ăn mưa ăn nắng tự nhiên các bạn ấy. Không cần chăm sóc nhiều, vẫn lên bình thường các bạn. Cây kiều đã lên rồi thì không cần tưới nhiều và chăm sóc nhiều các bạn. Cây nó rất khỏe.
thân này rất là to các bạn, gần bằng ngón tay cái của mình. Rất là đẹp, quá đẹp các bạn. Bạn xem video cho mình 2 giây thì ấn nút đăng ký nhé, để xem những cái video mới nhất nhé. Cho mình thêm một nút like và một nút chia sẻ nhé, để tương tác kênh các bạn nhé. Giờ cũng gần tối các bạn, để đợi khi nào mà nó ra hoa thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Để cái mặt hoa của cái cây kiều này, đây thì quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Mình xin dừng video tại đây nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.